Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Park Hang Seo, nếu kết quả không tốt, tôi sẽ phải trở về Hàn Quốc. Thưa quý vị, huấn luyện viên trưởng từ Việt Nam đã có nhiều chia sẻ về sự chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh đó, ông cũng nói về những trăn trở của mình Mới đây nhất trong một chương trình truyền hình, huấn luyện viên Park Ha-seo có chia sẻ rất thật lòng của mình với người hâm mộ. Theo đó, ông một mực khẳng định rằng mục tiêu cao nhất của ông là đưa Việt Nam đi đến thành công. Vì ông hiểu nếu như thất bại, ông phải xách vali về nước. Huấn luyện viên Park nói, tôi là huấn luyện viên trưởng từ Việt Nam nhưng tôi là người Hàn Quốc, không phải người Việt. Để có sự ủng hộ của người Việt Nam, chắc chắn tôi phải có kết quả. Nếu không có kết quả, tôi phải xách vali về nước. Muốn có kết quả thì phải có áp lực trong công việc. Cuộc đời tôi gắn liền với bóng đá, bóng đá với tôi không phải giải trí mà là nghề nghiệp. Tôi dùng nó để nuôi sống gia đình tôi nữa. Tôi có hai nhiệm vụ ở tuyển quốc gia và U22 Việt Nam, nhưng vì tôi chấp nhận công việc này nên tôi phải làm. Thực sự không phải mình tôi đâu, ai rồi cũng sẽ làm việc như vậy thôi. Bên cạnh đó, trong chương trình này, huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Việt Nam đã có chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị và mục tiêu tại vòng loại World Cup 2022. Theo đó ông Park cho rằng tuyển Việt Nam phải tập trung cho từng trận đấu trước khi đặt ra những mục tiêu xa hơn. Tôi dồn sức cho trận Indonesia, sau đó tôi xem kết quả các trận khác để tính cho trận gặp Malaysia. Nếu như trong trường hợp chúng ta có kết quả tốt rồi thì sẽ tính tiếp. Chúng ta chuẩn bị từng giai đoạn một, từng trận một. Tất nhiên, chúng ta có mục tiêu, nhưng mục tiêu không có nghĩa là chúng ta thực hiện được. Chúng ta không thể ngồi đây mà nói là chúng ta làm thế này, làm thế kia. Chúng ta phải làm việc. Chúng tôi là một đội bóng phải luôn tỉnh táo, luôn cùng một nhiệm vụ, cùng một mục tiêu. Nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, thầy trò ông Park hang chắc chắn có ngôi đầu bảng G nếu giành ít nhất 7 điểm trong 3 trận còn lại. Việt Nam sẽ còn các trận gặp Indo ngày 7 tháng 6, Malaysia 11 tháng 6, UAE 15 tháng 6. Đây hứa hẹn là 3 trận cực kỳ quan trọng bởi lẽ chỉ cần xảy chân dù chỉ một trận thôi, Việt Nam đối diện với sức ép khủng khiếp từ các đối thủ bám đuổi. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, Indonesia giờ đáng hay lắm, đừng chủ quan. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã cùng chúng tôi chia sẻ về những câu chuyện của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Chào huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, ông đã có khoảng thời gian gắn bó với tuyển quốc gia Việt Nam và gần gũi với rất nhiều cầu thủ trong thành phần tuyển Việt Nam trong quá khứ. Vậy theo ông, đây đã là một phiên bản mạnh nhất của chúng ta chưa? Trong thời điểm hiện tại, Đội hình và lực lượng của tuyển Việt Nam hiện tại là mạnh nhất từ trước đến nay rồi, với thành tích tốt đó và chưa có phiên bản nào của tuyển Việt Nam trong quá khứ làm được cả. Thưa ông Phan Thanh Hùng, ông nói như thế nào về cách chọn người của huấn luyện viên Park Hang Seo cho tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup lần này? Liệu có sự vắng mặt nào mà ông cảm thấy tiếc nuối không? Thực sự thì cũng có một vài cầu thủ giỏi mà không được lên tuyển đó. Nhưng vấn đề là ông Park đã làm ở Việt Nam mấy năm nay rồi. Ông ấy biết cầu thủ nào phù hợp hay không? Ông Park rất chăm xem V-League nên là ông ấy biết cách chọn cầu thủ để thích nghi tốt với sơ đồ chiến thuật của mình. Bạn cũng thấy là ông Park rất chịu khó đi xem V-League mà nên thực sự là có nhiều lựa chọn tốt để đưa lên tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên nói chung là ông Park rất đề cao việc lựa chọn cầu thủ phải thực sự phù hợp với sơ đồ chiến thuật của riêng ông ấy. Điều đó là điều rõ nhất. Sắp tới đây, ông Park Ha-seo cùng tuyển Việt Nam tham dự trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 gặp đội tuyển Indonesia ông phan anh hùng nhận xét thế nào về đối thủ này? Hôm vừa rồi tôi có xem trận đấu giữa indo với thái lan. đội indo năm nay đá khác và hay hơn nhiều. họ chơi thiên về phòng thủ và chơi rất chặt chẽ. ở trận hòa hai đều trước thái lan, indo là đội liên tục bị dẫn trước nhưng vẫn có thể gỡ hòa được, chứng tỏ họ đã lì lợm và đá hay, quyết tâm hơn trước rất là nhiều. giờ indo họ đá không hoàn toàn vì điểm số nữa và đá vì danh dự. rất khác so với lúc chúng ta thắng dễ dàng ở trận lượt đi. tôi thấy indonesia đá rất tốt đấy. Ở tâm thế tuyển Việt Nam buộc phải thắng để giành 3 điểm, nhưng Indonesia vẫn sẽ chủ động chơi phòng ngự phản công kín kẽ như vậy, chắc chắn họ gây ra khó khăn cho mình rất là nhiều. Tôi thì không có thể nói là ông Park nên làm thế nào để đối phó với Indonesia, nhưng cũng có nhận định rằng nên cẩn thận với Indo vì họ chơi phản công rất tốt và chúng ta cũng đừng chủ quan với họ. Sở trường của Việt Nam là phòng thủ phản công, tấn công nhanh nhờ tốc độ của công Phượng Văn Toàn, chứ mình không phải là đội bóng thường xuyên chơi kiểm soát, tổ chức tấn công áp đặt lên đối thủ. Indo hiện tại cũng chơi kiểu như vậy, họ phản công rất hay và tốc độ cũng rất là tốt. Vì nên tôi nghĩ đây sẽ là đối thủ rất là khó chơi chứ không phải dễ đâu. Ông Phan Anh Hùng có thể nói rõ hơn về sức mạnh của Indonesia. Indonesia là đội mạnh đấy, họ không sang UAE đi du lịch đâu. Thái Lan dẫn trước, họ liên tục mà Indo vẫn không bỏ cuộc, gỡ lại hai đều. Nhưng phải xem mới thấy cơ hội ghi bàn của Indo rất là nhiều. Ở lúc mà Thái Lan nôn nóng thể hiện rõ là muốn thắng thì cơ hội của Indo lại là rất nhiều nhờ phản công cực tốt. Tôi không nhớ cầu thủ nào của Indonesia chơi tốt, nhưng mà tốc độ của họ là đáng nể đấy. Indonesia có 3 cầu thủ mà tôi nhớ rõ là đá hay, số 6 Evan Dimas, số 8 Witan Suleman và số 10 Iki Malana. Còn số 9 Kusedia Harijudo thì đá cắm ở trên cũng chơi rất là linh hoạt. Trong đó tất cả các cầu thủ Indo đều chơi rất nhanh nhẹn và tốc độ, họ phản công rất dũng mãnh và hiệu quả bởi vì họ chạy rất nhanh cùng kỹ thuật. Mình muốn thắng họ nhưng vẫn phải cẩn thận với tốc độ và quyết tâm của họ. Bài học của Thái Lan là rất rõ, họ cho thấy quyết tâm muốn có 3 điểm và chơi tấn công. Nhưng Indonesia khiến họ trả giá với lối chơi rất khó chịu. Xin cảm ơn những chia sẻ của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Tin tiếp theo, báo Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong đẳng cấp hơn huấn luyện viên Park Hang-seo. Thưa quý vị, tờ Bola của Indonesia đã có những thống kê so sánh thành tích của hai huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong và Park Hang-seo ngay trước thêm trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia. Sau khi xuất sắc cầm hòa Thái Lan ở lượt trận ngày 3 tháng 6, Indonesia có cuộc đụng độ tiếp theo với Việt Nam. Đây được xem như một thử thách khó khăn của thầy trò Shin Tae-yong khi Việt Nam đang đứng đầu Đông Nam Á theo bản xế bảng xếp hạng FIFA và đang có được quyết tâm lớn để có thể vững vàng ở vị trí đầu bảng. Hơn thế nữa, trận đấu giữa Việt Nam và Indo cũng là lần đầu tiên hai vị chế lược gia người Hàn Park ha seo Shin Tae-yong đối đầu nhau ở vòng loại World Cup. Mới đây, tờ bola của Indonesia đưa ra những thống kê về thành tích của hai huấn luyện viên đến từ xứ sở kim chi để khẳng định rằng huấn luyện viên của họ có được một bản thành tích đổi số hơn. Cả hai huấn luyện viên Shin và Park đều có sự nghiệp huấn luyện ở tuyển quốc gia trong khoảng 5 năm, tuy nhiên Shin Tae-yong đẳng cấp hơn huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam hiện tại. Tờ bola khẳng định trước khi đưa ra một loạt thống kê. Theo đó, với những thành tích trong quá khứ của mình ở Hàn Quốc, Shin tae yong được tờ Bola đánh giá cao hơn huấn luyện viên Park. Trước đó, trong trận đấu giữa Thái Lan và Indo, huấn luyện viên Park hai và trợ lý của mình tới sân theo dõi đối thủ thi đấu. Sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Shin khẳng định rằng ông biết rằng thuyền trưởng Việt Nam dự khán vì cả hai đã liên lạc trước đó. Mặc dù thừa nhận Việt Nam có lợi thế khi được quan sát đối thủ, tuy nhiên ông Shin cũng khẳng định rằng Indonesia sẽ mang nhiều bất ngờ đến cho Việt Nam ở trận đấu tới đây. Tin tiếp theo, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia động viên cầu thủ. Tuyển Malaysia vừa mất vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau khi trải qua trận thua bạc nhược trước UAE ở lượt trận diễn ra ngày 3 tháng 6. Sau khi để thua 0-4 trước UAE, Malaysia nhanh chóng quay trở lại tập luyện để dốc lại tinh thần, qua đó có được trạng thái tốt nhất cho trận gặp Việt Nam. Trước khi diễn ra buổi tập chiều ngày 4 tháng 6, thầy cho ông Tan Chen Ho đã đón chào sự hiện diện của ông Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Malaysia FAM. Tại buổi gặp mặt lãnh đạo F3M gửi lời động viên đến toàn đội, đồng thời đại diện liên đoàn bóng đá Malaysia mong muốn cầu thủ sẽ có kết quả tốt trước Việt Nam và Thái Lan. Trước khi Malaysia lên đường sang UAE, ông Datuk Haji Hamidin cũng từng đến sân tập để trao tận tay phần quà ý nghĩa là chiếc đồng hồ tới toàn bộ thành viên của tuyển quốc gia nước này. Trở lại với bảng G, sau khi để thua thảm bại 0-4, huấn luyện viên Tan cho biết, thật may học trò của tôi giữ được tinh thần lạc quan sau thất bại trước UAE. Việc chúng tôi cần làm bây giờ tận dụng những ngày nghỉ còn lại để chuẩn bị cả tâm lý và chiến thuật, qua đó cải thiện màn trình diễn ở trên sân. Tôi thấy Việt Nam là đội bóng mạnh, huấn luyện viên Park chắc chắn theo dõi và có những phân tích liên quan đội bóng của tôi. Tôi cũng chỉ mong là trận tới đây gặp Việt Nam, cả đội có kết quả tốt nhất. Hiện tại, Hồ Malai đang xếp thứ tư ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Sau qua Virasit và đồng đội có 9 điểm, bằng với UAE và Thái Lan, nhưng đứng sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Theo lịch thi đấu Malaysia đối đầu Việt Nam ngày 11 tháng 6 trước khi gặp Thái Lan ngày 15 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.